Thiệt Long, Năng Cơ, Trẻ Hóa Gia. Được thành lập cách đây hơn 18 năm, thẩm mỹ viện Nhật Vi đã luôn đi đầu trong việc làm đẹp với những sản phẩm làm đẹp chất lượng và uy tín, cùng hệ thống máy móc trang thiết bị hiện đại và những phương pháp làm đẹp khoa học giúp chị em ngày càng tự tin hơn. Với phương châm bí quyết giữ mãi tuổi thanh xuân cho làn da của bạn, thẩm mỹ viện Nhật Vi luôn hướng tới chất lượng dịch vụ hoàn hảo và phong cách phục vụ chuyên nghiệp, hứa hẹn sẽ mang đến cho chị em phụ nữ một vẻ đẹp tự tin và tỏa sáng. Công nghệ Elos tại thẩm mỹ viện Nhật Vi cũng đang chiếm được lòng tin đông đảo của chị em phụ nữ. Công nghệ Elos là một công nghệ tiên tiến của tập đoàn Syneron, kết hợp sử dụng công nghệ IPL và RF. Chỉ với Elos, bạn có thể thực hiện được nhiều liệu trình làm đẹp như trị nám, chàm, trẻ hóa da, triệt lông, xóa xăm. Với liệu trình trị nám bằng công nghệ Elos, sóng RF tần số cao sẽ nhắm chính xác vào các vết nám, sạm da nằm tận sâu trong lớp biểu bì. Các melanin được hấp thu ánh sáng và bị đốt nóng, melanin bị phá vỡ, giúp da sáng lên dần. Sóng RF tần số cao sẽ kích thích tái tạo các sợi collagen, làm cấu trúc da mịn màng trắng sáng hơn, giúp da khỏe và hồi sinh, mang lại cho bạn một vẻ đẹp toàn diện mà không cần tốn nhiều thời gian và công sức. Trước đây thì da mặt của mình có rất nhiều vết nám. Mình gặp được một người bạn và họ đã giới thiệu mình qua thẩm mỹ viện Nhật Vi. Mình đã thử qua cái phương pháp trị liệu Elos. Rất là may mắn, qua 2-3 lần điều trị thì hiện tại bây giờ thì da mặt của mình nó sáng dần lên và những vết nám cũng dần dần tan biến đi mất. Rất là cảm ơn tất cả các chuyên gia của thẩm mỹ viện Nhật Vi đã giúp cho mình có một làn da như mình mong muốn. Đối với những vùng lông xấu xí trên cơ thể, Elos sẽ trực tiếp đưa ánh sáng lên bề mặt da, năng lượng xuyên qua lớp biểu bì, hạ bì, đến nang lông và tiêu hủy những tế bào sản sinh nang lông, làm cho nang lông được triệt tiêu và sẽ tự rụng đi trong vài ngày sau khi triệt. Chỉ cần sau một liệu trình điều trị, bạn sẽ có được làn da mềm mại, mịn màng. Bên cạnh những thế mạnh về dịch vụ làm đẹp, thẩm mỹ viện Nhật Vi đã nghiên cứu và cho ra đời một sản phẩm đặc trị nám La Beauté. La Beauté có chức năng trị nám và dưỡng da có hiệu quả trị liệu cao vì các thành phần đều được tinh chế từ các thảo dược thiên nhiên như linh chi, linh địa hoàng, bạch thục linh, đương quy đẳng, hồng sâm, mật ong. Đồng thời, bộ sản phẩm La Beauté được áp dụng theo công nghệ sản xuất hiện đại của Pháp, vì thế không những đạt hiệu quả cao trong việc điều trị nám, tàn nhang mà còn làm trắng da, trị mụn thâm và điều trị trẻ hóa da, mang lại vẻ đẹp rạng ngời cho khuôn mặt của bạn mà không hề gây ra bất kỳ tác dụng phụ nào. Thẩm mỹ viện Nhật Vi chuyên điều trị nám bằng mặt nạ thuốc bắc. Bộ sản phẩm La Beauté được chiết xuất 100% từ thảo dược, sản xuất theo công nghệ của Pháp và được Bộ Y tế cấp phép lưu hành tại thị trường của Việt Nam. Hiện nay trên thị trường có một số phương pháp điều trị nám như là phương pháp laser và một số phương pháp khác. Nhưng thẩm mỹ viện Nhật Vi sử dụng sản phẩm chiết xuất 100% từ thiên nhiên, tuy đơn giản nhưng mà mang lại hiệu quả rất là cao. Tôi có thể khẳng định rằng nếu các chị em sử dụng bộ sản phẩm La Beauté, cái hiệu quả đạt được có thể lên đến 70% đến 100%. Ở thẩm mỹ viện Nhật Vi, chúng tôi có viết giấy cam kết cho quý khách nếu sử dụng sản phẩm không có hiệu quả thì chúng tôi có thể hoàn lại tiền cho quý khách. Để được tư vấn, mời các bạn liên hệ hệ thống thẩm mỹ viện Nhật Vi tại địa chỉ tại Hà Nội, 288 xã Đàn, đường Kim Liên Mới, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại 043-513-1000, 0983-700-512. Tại thành phố Hồ Chí Minh, 78 Tà Huyện Thanh Quan, phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 08-6279-1413.